À, Mấy núi xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Chào các bạn. Chào các bạn. Rảnh. Nay nãy giờ mình ăn xong rồi. Thì mình dọn dẹp mình để cái bãi mình ở đây. Mình để tạm nước uống đồ nồi son chén bát rồi mình để đây xong rồi anh em xuống xuồng đi kéo tiếp bạn ơi. Mình kéo tới sáng mình về. À, mình đi xuống kéo đi, đi kéo đi. Giờ này Cơm mình ăn uống xong là 10 giờ rồi. như lạnh đó. Lạnh chứ. Dời đèn xuống thôi mày. Ôi. Thì ra mình làm vài lứ nữa. Có xách thùng nước đá theo không vậy? Xách thùng xách, nhỏ xách cái thùng nhỏ thôi. Có nước chưa? Nước không? Có rồi. Trời này cũng uống như nó lạnh. Lạnh đâu lạnh. Có lạnh đâu. Nhỏ xào rung rung nữa nha. Nhỏ xào rung rung. Nó lạnh rồi chứ không có lạnh. Bạn thấy mình chế cái đèn quay dữ không? Đây mình tiếp tục, mình chống ra mình kéo tiếp tục. Tiếp tục đi cho thêm nước cột đi. Nước cột cái cây sào đàng hoàng đi. Xuống nha. Vô tí sữa cho uống này cho đừng buồn ngủ quá. Trời ơi, uống cái đó mà kêu đừng buồn ngủ. Không có buồn ngủ đâu. Ngủ thiệt luôn. Đem bánh kẹo theo ăn mà chưa kéo rồi lứ nó ăn hết. mới mà nửa đường là ăn hết trơn bánh. Chị Năm uống sữa luôn rồi. Mới quá trời hết trơn à. Lấy đâu ra? Rồi. Buồn ngủ lấy đâu ra? Rồi xuống đi. Nhổ cái dầm lên luôn. Đây mình đồ đạc mình để đó. Ê, vịnh vịnh bóng đèn lại quá lắc bóng đèn này. Rồi. Để cái chân máy để đó kìa. Để nó đi chân máy để đó. Sao nãy đâu lắc đâu giờ lắc dữ vậy? Chổi ra, chổi ra. Đi theo cứ ăn rồi nằm chứ không biết bơi. Đi theo cái đầu quý là mệt rồi đó. Theo cứ ăn với nằm thôi mà lúc mới bơi ra vậy đó. Rồi, để mình mình bơi tới chỗ mình xuống lứ rồi mình quay tiếp cho cô chú anh chị các bạn xem nha. Rồi xuống. Hai anh em tiếp tục xuống lứ bạn ơi. Lạnh nha. Chứ. Đi một lưới rồi ra mà thôi coi. Giỏ đi bên nào? Giỏ đi bên đây luôn nè. Đi cái chừng cặp bờ đó có đường mương sụp mương đó rồi. Để tự đó. Tới bờ được, tại vì đây bờ cũng miếng bự mà. Quá nhiều. Từ từ thôi. Thôi. Đây đi. Chậm được rồi. Từ thôi. Đó, đừng giữa. Ây da, ây da, ây da. Ôi, tới bụng luôn rồi. Ốp lưới lại nha các bạn. Cái thành quả lưới này sao đây? Hai cái lưới hai cái mình ốp lại. Trứng rồi. Ừ. Con cơm no rồi đi lưới này đã đã thôi. Thế nào đây? Giống giống chút lên trên chút nè, chào ghét chào chút. Đúng rồi. Ừ.
nữa mới ghê. Nước mình đi nó động. Giữa một cái nó đùng đùng nha. Nó ngụm cũng bả nhiều nè. Ha. Rồi thấy đã nhóc luôn. Cái gì hết? Quả nó ra cái bớt mới được. Đó, tới cá rồi, tới cá rồi. Đi đánh mẹ này chắc trúng rồi. Tới cá rồi. Kiếm mẹ này kiếm 20 ký rồi. Đánh mẹ này chắc trúng rồi, đầy sọt rồi được rồi. Nó nhịn sọt, sọt này là 20 không mấy ký rồi. Đánh mẹ này thấy nó kéo nặng nặng. Mẹ tay rồi. Nóng nóng rồi, có bác sĩ rồi đó nghe. Đừng nhắc, đừng nhắc, bỏ lên cái đây. Đừng nhắc bác sĩ. Mẹ nữ nó không thấy rồi. Sao đâu, sao đâu. Thấy chứ vậy mà. Nó phải phải gọi rồi đó. Chắc từ từ, từ đi cho nó hay gì nó rộng rộng á. Dễ lụm rác. Kiếm cái linh không ra giờ có rồi nữa cái linh đó. Có cái linh. Ừ. Lụm mấy bãi xanh xanh nữa. Nó dính lưới. Lên cái đi chỗ nặng. Vô rõ quá trời. Cái này cá rô nhiều ta. Cái cá rô nhiều. Để chín một cục. Cá rô nhỏ nữa kìa. Bác sĩ rồi. Bác sĩ, bác sĩ. Ô, bác sĩ hai ba con luôn kìa. Nè bên đây nè, bên đó nữa đó. Đó. Đúng đang cầm kìa. Đó nữa kìa. Đang dùng dùng lưới xuống. Buông ra mà nó lúc lắc. Hồi nãy đâu lúc lắc, lúc lắc dữ. Ừ. Dính. Dính nè. Cái linh. Đây nè, ừ, nó có cái linh nữa. Rồi mình có cái linh đang rồi đó. Có giờ có 5 cháu con. Ê. Chia sao đủ. Từ từ. Ừ, ừ, kéo nữa mà. Ôi ôi quá rồi nè. Kéo chưa. Tới rồi. À, ừ. Gọi vậy cái gì vậy? Thả đi, nhỏ hả? Trời cá à. Cho lên đi. Mình cầm nó nặng. Ừ. 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 Vô rồi, còn nữa. Nó còn dài lắm. Ừ. Đã. Đã không? Đã. Lóc rồi. Cái này có mệt. Ôi ôi ôi. Cái này có mệt nhưng cũng thành khỏe. Không quá là chi nha. Núi nào cũng vậy cho thôi. Núi nào cũng vậy, kéo tới sáng không kéo nữa. Đúng rồi. Chiếc sần cũng phải kéo tới sáng rồi. Xa nhà. Lần đi lần khó. Nói là còn lội nổi nữa không quý vị. Nổi chứ. Đừng thấy cá nhiều kéo hù hù lên. Không im rồi đó nha. Im rồi. Thở quá thở rồi. Đét còn lên lẹo cái khó dữ quá. Kìa.
Lưới này hơn hơn lưới thứ hai nãy nè. Nhiều hơn. Ừ, nhiều hơn. Cái này kẹo quá trơn luôn. Tội một cái tuôn bánh đầu rồi. Nhờ máy này máy hai cầu. Bây giờ chạy dữ lắm. Rồi. Ngày đưa cho Linh gỡ, Linh gỡ chắc tới sáng luôn. Hai ngày sau mới xong. Ngon ngộ luôn nè. Xanh cá mà ở nhiều đó. Cá xanh là cá ở nhiều hơn. Ngon ngu nha. Chưa em lạnh nữa. Giờ này lạnh rồi đó. Giờ này là lạnh rồi đó. Cá nó rớt xuống rồi, chắc lưới này chắc được có hai ba hai chục á, 20 kg á. Đỡ còn ngủ. Nó 18 kg nữa. 18 20 là 38 đó. Lưới này mình vũ cái là nó ra hết nữa mà. Căng chứ mà cái này điệu nhau á. Cái này mà gỡ thì không ai gỡ nổi đâu. Chỉ vũ thôi. Lưới này mà cầm gỡ chắc tới sáng thì
rồi mình lấy nửa cây đá hả? ba gốc hả? Ba gốc đủ độ lạnh rồi đó, ngày mai đủ. Thường thường ba gốc hả? Ôi, nước này cá rô dữ vậy? Ừ. Cá rô không à? Cũng có được một số cá linh. Chắc được mười mấy con rồi. Mấy con lưới sau kiếm được mấy con nữa, lưới sau mười mấy con nữa là mê được nồi. Mình ngót từ từ chứ. Nồi mắm kho cá nước linh. Mới có xuống đây à. Cá linh cũng chưa có nhiều. Nhiều lưới dồn lại cũng được. Vô cái vô nhiều quá à. Để đi có cá được rồi. Trời, thấy cái vô nó nâu lên. Các bạn ơi, lưới cuối cùng. Giờ này cũng 3 giờ rồi. Mình lên tên lưới này cuối cùng rồi, chút mình vô mình cuốn đồ, mình dọn đồ mình về luôn các bạn. Mình giờ này mình về tới nhà mình là cỡ khoảng 6-7 giờ sáng. Cái lưới cuối cùng này xúc một cái quá trời bả luôn rồi. Anh em vỗ nó giờ. Không thấy cá rồi, thấy bả không rồi. Thắt cái lưới cuối cùng này thắt rồi. Tính quấn lưới cuối cùng này đầy thùng rút cuộc rồi. Không đầy à. Rút quớt rồi. Có hốt bả bỏ vô chắc đầy không? Có mua mình xô vô luôn á. Được 2 kg không? Chắc được. Chưa anh. Chọc bự không kìa? Bự mà. Cái này trên 2 kg. Đúng vậy ta. Mẻ người nữa cuối cùng. Cái gì vậy? Không đầy. Cái sâu vậy? Sâu. Từ từ. Hết nhìn ra ta lưới luôn. Đen rồi nè. Quá trời. Thấy đi nặng nặng từ bể nối tưởng đâu vô, à. Vô hả? Ai ngờ đâu kéo lên một cái không hình dung nổi. Để cuối cùng là bảy núi vô dữ rồi. Ừ, đúng vô rồi đi. Đi một cái công mình mà. Gán lại cho ship. Ai về đâu dở lên đã đâu. Gách thêm một lỗ. Nó sao ủa mới đây hai đứa kéo lẹ kéo lên lẹ với chắc cá dữ lắm. Cái lưới này chắc 3 kg. Thấy lẹ quá, làm lẹ quá mà. Kéo mà hai người nữa không kịp kéo rồi. Quá trời. Quá nhiều hết cá rồi gì đâu quá trời. Bả nè. Ừ. Đóng vô lưới hết nhìn ra luôn rồi nè. Cá này đỡ rồi đỡ nãy giờ. Này còn gọi là cá cổ con nữa. Ăn, rồi không ghét nữa. Thôi ơi. Không hình dung nổi. Đưa tới đưa tới. Nè nè cắm nè. Cúng cùi, cúng cùi thất bại rồi cả nhà ơi. Không. Còn được. Đấy, xong rồi. Rồi. Xong ai da là hiểu rồi đó. Khác thì cũng bị cá đâm. Cuối cùng. Méo rồi. Cá già. Còn 5 kg được. Như cái gỗ thôi. 5 kg giờ này nữa xong mình lên dọn đồ chạy về tới nhà 7 giờ. Ừ, đây một cái vô bự này lắm. Dữ à. Đó. Ốc nè. Đây dạo đó ta sạch đi rồi lấy cục vô luôn. Cá với này để sáng thịt giữa cái này cũng sạch cá dán luôn dập thì xu luôn đi nước hơn màu cái xu dán lên đây để đi ở sao ở lên coi còn cái sạch cái này nóng rồi nóng rồi tắt nước cái này không có cá bỏ đi bỏ lên luôn đi cái
Thôi. Ngồi banh. Banh luôn đó. Banh luôn lá luôn. Cả mình tô luôn lá luôn hùm luôn. Của hồi môn. Lấy miếng dán nó gần sau lót lên. Đây. Cũng nửa sọt. Có 5 kg. 5 kg. Đến cuối cùng 5 kg luôn. Ít thôi mấy mẻ hồi nãy thôi. Được. Cá bự. Cá bự với lại sình mình không nhìn không thấy. Bạn ơi, mình lên đây mình gom đồ mình xuống vỏ về các bạn ơi. Giờ sáng gió bắt quá lạnh các bạn ơi. Quá lạnh rồi. Bạn ơi, mình về tới kinh 6 Mông Thọ rồi nha các bạn. Anh em ghé cái xăng này mình bơm xăng cái rồi, xong rồi mình về nhà. Giờ này cũng 5 giờ rồi, 5 giờ 5 giờ mấy rồi. Đây, mình bơm xăng cái rồi mình chạy về nhà, tiếp tục về. Đổ xăng vô nè Thơm ơi. Thơm ơi. Đổ xăng vô nè. Rồi nè. Em đưa cái. Đây vợ mình đi nằm mỏi mệt rồi, nằm hết rồi. Thức nguyên đêm rồi. Hừng sáng đây mình về tới nhà các bạn ơi. Kiếm bụi tre đi. Rồi cập bến luôn. Tới nhà rồi các bạn ơi. Lên mang đồ đạc lên. Rồi cái thùng cá thì để đó đi.
chắc được cũng cỡ 80-90 kg vậy các bạn ơi. Để tí mình lên mình đổ ra biết gần đầy thùng. Tính quất lứ nữa rồi mà sợ mình về trễ nên là kéo lứ cuối cùng cá dính đóng bả luôn. Bả lạnh này. Đây bạn ơi, cá mình đi kéo đi qua nha bạn. Em về nhà cũng gần gần đầy thùng quay cái máy. Xong cái này mình xúc lên để mình làm mắm nha bạn. Hồi nãy mình có lựa ít để trưa trưa mình làm đồ ăn cơm rồi. Hồi nãy mình xúc lên mình cào dãy mình làm mắm nha. Để mấy anh em xúc lên nha các bạn. Cái này chắc cỡ 80 kg. Cái đó. Cái đó này thôi mà, 80. Muốn nước dễ xúc. Rồi xúc lên đi. Đây các bạn ơi, cá mình lựa ra được mớ nè, mình đã kéo về. Còn cái cá kia thì mình làm mắm. Còn cá này mà mình mằng để mình đi giao nha các bạn. Mình mằng xong rồi mình hút chân không mình đi giao. Thì được chắc cũng 70 mấy ký đó, nhưng mà cái này có 15 ký. Để mấy chị em mằng đang mình hút chân không mình vô bọc mình giao cho bà con, người ta đặt mình người 1 ký 2 ký. Còn mấy cái kia thì mình làm mắm rồi. Bạn ơi, cá sặc của mình kéo này nha bạn. Giờ mình làm sạch sẽ xong mình đưa vô máy mình hút chân không rồi mình đi giao cho khách hàng nha các bạn. Đây. Mình này mình hút xong rồi nè. Đó. Thì cũng có bà con đặt cho nên là anh em làm đi giao nha các bạn. Hai anh em hút vô cái đó vô 1 ký đi. 1 ký nè. Đợt này nửa ký dư rồi từ bớt ra rồi vừa đúng 1 ký thả thả cho nó bằng rồi. Một ký đó ồ, 1 ký vô đây. Cái này cái bọc này nhỏ rồi vừa không thử đi, bọc này hơi nhỏ rồi không vô đâu, không vô đâu. Không vô. Được, nhỏ rồi. Lấy cái nửa ký thôi. Đi vô cái nửa ký thì để mình mua cái một ký sau. Ừ. Nửa ký trước đi. Nửa ký thôi. Nhỏ. Không, em phải sắp nó xuống cho nó dẻ xuống. Không, cái bọc nó không được bung ra, rút nó vô không được nè. Đấy, mình lấy cái nửa ký đi. Căng nửa ký đi. Rồi căng đi rồi bỏ ra. Rồi dư 1-2 trong hai lạng không sao đâu, mình cái gì lá vườn mà rớt ngoạn con thôi mấy, rớt ngoạn con rồi kìa chỗ dưới cái cần. Đẩy vô ở dưới nó bẩn dưới. Rồi vô máy. Rồi, ép xuống. Rồi. Đi kéo. Đây,
cái này là thành phẩm của mình rồi nha các bạn. Cá này cá thành phẩm. Thì nói chung là mình làm cái clip này thì có cô chú anh chị nào mà có ăn khô cá sặc hay hoặc là cá sặc một nắng thì liên hệ với mấy anh em mình nha, số điện thoại thì mình có để trên phần mô tả. Thôi thì cái video của anh em đi kéo lưới cá sặc lưới cà bay phần 2 tới đây thì anh em cũng xin kết thúc. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Giờ chào cô chú anh chị các bạn nha. Chào các bạn nha.